các cái biểu hiện dị ứng của đạm sữa bò ở trẻ. Bác Dương xin mến chào các ba mẹ và các bạn. Dị ứng đạm sữa bò là một trong cái nhóm bệnh dị ứng thức ăn sớm nhất ở trẻ, tại vì thức ăn đầu đời của trẻ đó là sữa. Và trong cái quá trình tư vấn và thăm khám, bác sĩ thấy có rất là nhiều mẹ lúng túng trong cái quá trình nhận biết em bé dị ứng đạm sữa bò. Bởi vậy trong cái video ngày hôm nay, bác sĩ Hương sẽ chia sẻ với các ba mẹ và các bạn các cái biểu hiện dị ứng đạm sữa bò ở trẻ. Bác sĩ Hương là tiến sĩ bác sĩ nhi khoa, có 20 năm kinh nghiệm làm ở Bệnh viện Nhi Trung ương và đặc biệt là có 10 năm làm việc chuyên sâu về lĩnh vực hen và dị ứng. Và dị ứng đạm sữa bò là một trong những lĩnh vực chuyên sâu của bác sĩ Hương. Bởi vậy bác sĩ Hương rất mong muốn được hỗ trợ, chia sẻ các kiến thức về dị ứng đạm sữa bò ra cộng đồng. Vâng, thưa các ba mẹ và các bạn, dị ứng đạm sữa bò thì cũng tương tự như các cái biểu hiện dị ứng thức ăn khác, đó là có hai nhóm phản ứng là phản ứng dị ứng nhanh và nhóm phản ứng dị ứng chậm. Nhóm phản ứng dị ứng nhanh đó là những cái biểu hiện của em bé xảy ra ngay trong lúc ăn hoặc sau khi ăn trong vòng 1 tiếng. Còn những cái phản ứng dị ứng chậm là những cái biểu hiện triệu chứng của em bé xảy ra sau khi em bé ăn 1 tiếng hoặc 3-4 tiếng, thậm chí là vài ngày, thì đấy là những cái biểu hiện phản ứng dị ứng chậm. Vậy thì trên thực tế thì cái phản ứng dị ứng nhanh là cái phản ứng mà các ba mẹ dễ nhận biết bởi vì nó xảy ra ngay trong và sau khi em bé ăn trong vòng 1 tiếng. Vậy thì những cái cơ quan biểu hiện của dị ứng đạm sữa bò là gì? Cái biểu hiện cơ quan đầu tiên đó là biểu hiện ngoài da. Cái nhẹ nhất là các bạn sẽ thấy em bé có các cái sẩn nhẹ ở xung quanh miệng, rồi bắt đầu ở má và có thể là lan ra toàn thân. Cái biểu hiện thứ hai trên da với phản ứng dị ứng nhanh mà các bạn cũng hay gặp đó là liên quan đến hiện tượng phù khuynh. Phù khuynh là hiện tượng có hiện tượng em bé phù mắt và phù môi, và nếu trong trường hợp nặng nữa là có phù thanh quản, thì em bé có thể có hiện tượng khó thở. Cái cơ quan thứ hai mà cũng gặp trong cái phản ứng dị ứng nhanh với đạm sữa bò đó là cơ quan hô hấp. Em bé có biểu hiện khò khè, khó thở. Khi mà có vừa biểu hiện da và biểu hiện cơ quan hô hấp thì đấy là chứng tỏ em bé có phản ứng nặng hay là phản ứng phản vệ. Cơ quan thứ ba cũng có thể gặp đó là cơ quan tiêu hóa. Đó là hiện tượng nôn. Có nhiều em bé vừa ăn xong đã nôn luôn. Bữa nào em bé cũng nôn, thậm chí có nôn có thể là nôn rất là nhiều. Có thể có những cái đau bụng và em bé khóc từng cơn sau khi ăn, hoặc là có thể là bị tiêu chảy. Đó là cái biểu hiện cơ quan tiêu hóa. Còn với cái cơ quan thứ tư cũng có thể gặp đó là cơ quan tuần hoàn. Đó, khi mà em bé có hiện tượng là giảm huyết áp hoặc là tím tái thì đấy là cái biểu hiện rất là nặng, gọi là sốc của em bé. Vậy thì khi mà em bé có 2 trong số 4 cái cơ quan trên thì lúc đó em bé được gọi là hiện tượng phản vệ. Đó là cái triệu chứng rất là nặng, cần phải cho em bé tới các cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và xử trí cấp cứu kịp thời. Bởi vì nếu trong trường hợp mà cái phản ứng phản vệ nặng là phản ứng nhanh, là thậm chí là có thể ảnh hưởng đến tính mạng, tử vong nếu như chúng ta không kịp cấp cứu cho em bé. Vậy thì cho nên bác sĩ Hương thấy rằng có rất là nhiều mẹ rất là liều, đó là tự đổi sữa cho em bé của mình. Nhiều mẹ bác sĩ Hương thấy rằng cứ đổi từ sữa nọ sang sữa kia, nhưng bản chất vẫn là protein đạm sữa bò. Và có nhiều mẹ còn đổi sang sữa dê. Người ta thấy rằng sữa dê thì 80% có cấu trúc protein giống sữa bò, cho nên là cái tỷ lệ phản ứng chéo giữa sữa dê và sữa bò rất là cao. Cho nên là khi mà đã nghi ngờ em bé bị dị ứng đạm sữa bò và dị ứng nhanh thì tuyệt đối các ba mẹ không được tự động đổi sữa hay thử sữa cho em bé ở nhà, bởi vì đôi khi chỉ là 1% phản ứng phản vệ xảy ra thì đó là tính mạng của em bé của mình. Cho nên các ba mẹ nhớ là khi mà đã nghi ngờ em bé có các phản ứng dị ứng nhanh thì nên đến gặp các bác sĩ chuyên về dị ứng. Ở Hà Nội các bạn có thể đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 Hà Nội qua phòng khám ngoại minh của bác sĩ Hương, hoặc là đến Bệnh viện Nhi Trung ương, ở những nơi nào có các bác sĩ chuyên về dị ứng nhi khoa. Ở trong Sài Gòn các bạn có thể đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 và đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể tìm được các bác sĩ chuyên về dị ứng của trẻ em để được có những cái lời khuyên tư vấn sao cho nó phù hợp và an toàn cho bé, cũng như là cái cách lựa chọn sữa cho bé như thế nào. Thì đây là cái phản ứng dị ứng nhanh. Vậy thì với các cái phản ứng mà gọi là phản ứng dị ứng chậm. Phản ứng dị ứng chậm thì thường là biểu hiện chậm hơn như bác sĩ vừa chia sẻ, tức là sau khi em bé ăn từ 1 tiếng. Có một số tài liệu thì nói rằng là sau 4 tiếng. Đấy, vậy chúng ta có thể căn cứ vào cái thời gian mà cái triệu chứng xảy ra sau khi mà em bé ăn rất là quan trọng để giúp các bác sĩ phân loại là cái phản ứng đó là phản ứng dị ứng nhanh hay là phản ứng dị ứng chậm. Thì với các phản ứng dị ứng chậm thì cũng có biểu hiện ở da. Biểu hiện ở da đó là liên quan đến là em bé hay có cái biểu hiện gọi là viêm da cơ địa. Ngày xưa các cụ chúng ta gọi là tràm sữa là như vậy, tại vì nó liên quan đến cái sữa của em bé. Và nếu như viêm da cơ địa mà do dị ứng sữa thì thông thường ngoài 1 tuổi và đến ngoài 2 tuổi phần lớn các em bé của chúng ta đã hết dị ứng sữa thì cái bệnh tràm nó cũng sẽ tự hết, bởi vì nó liên quan đến là cái không còn dị ứng sữa nữa. 50% em bé đến 1 tuổi đã hết dị ứng sữa, và như vậy 50% em bé tràm mà do dị ứng sữa thì đến 1 tuổi cũng sẽ ổn định, và 80 đến 90% em bé tràm còn dị ứng sữa thì đến năm 2 tuổi thì đã hoàn toàn là ổn định. Biểu hiện ở cơ quan thứ hai đó là cơ quan hô hấp, nó liên quan đến nếu biểu hiện dị ứng chậm thì khá là nặng, nó liên quan đến các cái hiện tượng như là chảy máu phổi. Đó, có những em bé ăn sữa vào và có hiện tượng chảy máu phổi, và sau khi loại trừ tất cả ra thì làm xét nghiệm ra thì nó là liên quan đến cái dị ứng sữa, người ta gọi là hội chứng hayner. Tuy nhiên cái hội chứng này thì rất là hiếm, tỷ lệ rất là hiếm trong quần thể cũng như trong cộng đồng. Thì bác sĩ không chia sẻ sâu ở đây, bác sĩ chỉ điểm danh để mọi người biết rằng là có những cái biểu hiện như vậy. Cái cơ quan thứ ba đó là liên quan đến cơ quan tiêu hóa, là có nhiều em bé là ăn sau vài ngày thì em bé bị đi ngoài, và đặc biệt là có liên quan đến đi ngoài phân máu. Dị ứng sữa thì hay có liên quan đến bên ngoài phân máu, hoặc là có thể có trường hợp táo bón. Táo bón cũng có thể liên quan đến dị ứng sữa, và tiêu chảy cũng có thể liên quan đến dị ứng sữa, và đặc biệt đó là liên quan đến bên ngoài phân có máu. Khi mà có dị ứng sữa không bao giờ có bạch cầu, bởi vì dị ứng sữa không có liên quan đến nhiễm khuẩn nhé, cho nên là các mẹ phải chú ý. Có rất là nhiều mẹ trong cái quá trình bác sĩ Hương tư vấn rõ ràng là con bị đi ngoài có bạch cầu đến 2-3 cộng mà vẫn cứ nghĩ rằng là con em dị ứng sữa. Dị ứng sữa không phải là quá phổ biến, nó chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 1-3% thôi, mà phản ứng dị ứng chậm thì lại còn ít hơn nữa. Thế cho nên các ba mẹ phải rất là chú ý trong cái quá trình chăm sóc em bé của mình. Đó. Và đôi khi có nhiều mẹ nói bác sĩ là khi mà đến khám với bác sĩ cho sữa thủy phân em bé nhà em đỡ, thì thực sự là khi mà dùng sữa thủy phân thì em bé đỡ rất là nhanh. Tại vì sao? Tại vì là cái sữa thủy phân là cái sữa dễ hấp thu và chuyển hóa. Tuy nhiên nếu như các bạn không điều trị cái nhiễm khuẩn thì sẽ không giải quyết được cái tình trạng mà em bé bị đi ngoài phân có nhầy và phân có máu. Thì đấy là những cái lưu ý để các ba mẹ chú ý trong quá trình chăm sóc em bé của mình. Nếu như có những các cái triệu chứng của các cái cơ quan như là da, hô hấp, tiêu hóa hoặc tim mạch mà nó cứ xảy ra như vậy thì các bạn cần phải nghi ngờ là khả năng em bé liên quan đến dị ứng sữa. Và khi đó các bạn nhớ đến gặp các bác sĩ chuyên về dị ứng nhé. Và bác sĩ hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho các bà mẹ nhận biết được các cái dấu hiệu liên quan đến vấn đề dị ứng sữa của con để mà phát hiện kịp thời để đưa em bé đi khám, để lựa chọn được những cái sữa phù hợp để tránh tổn thương cái đường tiêu hóa của con, cũng như là giúp cho em bé có được một cái chế độ dinh dưỡng tốt. Và bác sĩ Hương hy vọng là các bà mẹ sẽ áp dụng trong cái quá trình chăm sóc em bé của mình. Các bà mẹ nhớ like, share và đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương, và nhớ share cái video này để bác sĩ Hương hy vọng rằng sẽ giúp ích được các ba mẹ mà có em bé bị dị ứng sữa ngoài kia sẽ có được những cái kiến thức, có được những cái nhìn cơ bản để giúp cho chúng ta cùng chăm em bé một cách tốt nhất. Bác sĩ xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.